Mẹ nhiều khi mẹ nói thì mẹ không nghĩ, mẹ đâm ra mà làm cho mình buồn. Con đi học chứ con đi học quán hồi nào. Thì mẹ mới nói là con đi, mày nhiều chuyện. Xong có to tiếng với mẹ là con nghe mẹ nói vậy rõ ràng mà sao mẹ lại nói không có. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, là con có to tiếng với mẹ, nhưng mà mẹ mốt quá mẹ nói, mẹ nói với con là mẹ đừng có nói con nhiều chuyện, mẹ dùng từ sai rồi. Con chỉ mét với ba thôi mà. Đúng không? Dạ. Dạ tôi là Dương Thị Oanh, tôi 57 tuổi, tôi ở quận Tân Phú. Dạ đây là con dâu của tôi. À, em là Đào Thị Trúc My, năm nay em 31 tuổi, hiện là giáo viên mầm non. Đi theo em hôm nay có đồng đội em rất là nhiều. Em làm dâu mẹ em năm nay là được 6 năm và 6 tháng. Dạ, mình có mấy bé rồi chị? Dạ, em có hai bé gái. Một bé lớn là 6 tuổi, một bé nhỏ là 4 tuổi. Dạ. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu mình đó, dạ, vô tương lai thì cô thấy ấn tượng của cô gái này điều gì? Con trai nói là con sẽ dẫn bạn về ra mắt mẹ. Cái tôi nói ừ thì cứ dẫn về đi, con thử sao. Cái chuyện đó là chỉ dẫn bạn này về đó. Là mới đầu thì nhìn thì ấn tượng thì thấy cũng dễ thương hiền đó, nhưng mà để sau quá trình làm dâu như thế nào nên thì mình biết được. Vậy cái ấn tượng đầu tiên của chị với mẹ chồng là gì? Lần đó ảnh, chị đó anh dắt về, hôm đó là mẹ vừa mới gội đầu xong, mẹ đang hông tóc bên dưới quạt mà tóc mẹ dài mà đen lắm kìa. Nói trong bụng hồi buổi giờ để tóc dài thầu mà đen, ảnh nó dữ không nhờ không muốn gì. Chắc bà này bà khó. À, mấy người để tóc đen mà dũi ra khó lắm hả? Thì em nghĩ đây là phụ nữ truyền thống, có lẽ là chắc khó, khó lòng lắm. Rồi sau khi mà về làm dâu đó, có hợp, mẹ con có hợp nhau điều gì không cô? Hợp thì hai mẹ con thì thích đi, thích làm đẹp, thích đi siêu thị, karaoke, dạng vậy đó. Hai người hát karaoke lắm hả? Hát cũng hát. Rất cùng nghe, cùng thích nhạc bolero. Bolero hả? Hôm nay hai người cùng hát bolero nghe thử nè. Hai người hát chung bài nó quen quen đi. Bài gì? Hay là Duyên Phận, Duyên Phận nha. À, Duyên Phận, hai mẹ con hát vài câu cho nó hợp nha. Rồi con hát câu đầu, mẹ hát câu sau nha. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, đàn em chưa lớn, chưa đôi vai gánh nhọc nhằn. À, hợp nhau karaoke luôn rồi, hợp gì nữa? Hợp nhau là giống như mỗi lần mà nhắc đến tính xấu của chồng thì mẹ, mẹ đều đồng ý. Nói là anh hay hút thuốc nhiều quá, anh bỏ thuốc đi. Mẹ nói ừ đúng rồi, mày bỏ thuốc đi, hút hoài ảnh hưởng cho sức khỏe, mẹ không có bên. Tức là em nói gì mẹ cũng cùng quan điểm luôn. Dạ bữa đúng nào? Rồi tại mẹ cũng biết chồng có những cái tật xấu đó. Bữa nào đâu em thử nói là anh làm dư tiền đưa hết em, đừng giữ đồng nào coi. Trong tật xấu là mình không có bên. Trong quá trình chăm sóc cháu cũng vậy, rất là hợp nhau. Thì em là con gái trưởng ở nhà nên em cũng biết cách chăm sóc em của em. Mà hồi đó em ở Hóc Môn thì cũng như vậy, em cũng dưới quê. Mẹ ở đây mẹ cũng chăm sóc kiểu truyền thống, chăm sóc rất là chu đáo. Nhưng một ngày là mẹ lên lịch, năm ngày là mẹ lên lịch là hôm nay là ăn gì. Dù cháo bí đỏ, ốc heo, ngày mai là ăn cháo cà rốt với lại tôm. Ví dụ vậy, là em là mầm non, em nhìn những cái đó cũng có chất dinh dưỡng, rất là phù hợp cho bé. Nói chung là ăn uống, là quần áo. Dạ. Rồi làm đẹp, karaoke, rồi tìm tật xấu của người đàn ông. Hợp nhau hết nha. Dạ. Tôi thấy cũng thủng thiệt cho cần hơn trai. Là mình về phe đó cũng tội nó. Nhưng mà nhiều khi mình thấy những cái không lợi cho sức khỏe của con á, thế là mình phải nói ra thôi. Hai mẹ con mình có điểm nào không hợp nhau không chị? Có những lúc á là giống như là mẹ nhiều khi mẹ nói thì mẹ không nghĩ, mẹ đâm ra mình làm cho mình buồn. Ví dụ như mẹ nói mẹ ơi đồ của con chưa khô mà mẹ rút vô rồi, tại mẹ rút rồi mẹ lấy móc, mẹ móc cái đồ khác vô. Thì mẹ nói là ủa thấy khô rồi mà. Con nói không, con thấy chưa khô. Tao thấy khô rồi. Không, con nói mà chưa khô mà, thôi mất khỏi rút nữa.
Nhiều khi những cái lời đó làm cho mình buồn, nhưng mà em thì không có giận dai. Thì do mẹ cũng, tính mẹ cũng không giận dai nữa, mẹ con cũng rồi thôi à, chứ không có để bụng. Rồi đâu, mẹ chồng cứ bữa nào rút vô mặt ướt ướt chút cũng được. Thì mình mặt nó sao mình nói, ủa sao má, mẹ sao hôm nay con ướt quá vậy? Chắc đồ mấy bữa nay nó ướt cái gì đó. Đây còn mà nghe mùi hôi hôi là biết nó không thôi à. Vậy thì mốt em đừng nói cái mặt luôn. Trời, chị nào hôi dữ lắm, ngồi kế mẹ em á. Nó nói, ủa sao nay hôi vậy em đấy? Thì chắc hôm qua mẹ lấy đồ chưa khô. Thì khi mình nghĩ là buồn lắm, mình lúc ông chút đồ đó. Như nói là đồ chưa khô mẹ rút làm chi? Để đó, tôi chẳng nói gì hết. Tôi giận là tôi không nói gì hết á. Còn nói chuyện gì thôi. Không hợp dạ. Nhau nữa không? Có lần là giống như là đi hôm đó là họp về trễ, mẹ có cãi lại với em. Em vừa mới bước vào lớp, vào phòng thì mẹ mới nói, ba mẹ nói là hả, đi họp gì họp hoài. Em thì em nghe là mẹ họp gì họp hoài, họp quán chứ họp hoài. Em mới quay qua em nói với ba là, ba sao ba nói vậy, con đi họp chứ con đi họp quán hồi nào. Thì mẹ nói là ba mới la mẹ. Thì mẹ mới nói là, con đi, mày nhiều chuyện, tao có nói gì đâu. Em lúc đó là em rất là mệt và căng thẳng, đói nữa. Xong có to tiếng với mẹ là, con nghe mẹ nói vậy rõ ràng mà, sao mẹ lại nói không có. Xong hai mẹ con có canh cãi qua lại. Hai ba ngày sau thì em có cảm giác là mình có lỗi. Thí dụ như giờ mẹ có nói gì chăng nữa thì mình cũng được to tiếng. Thì em có xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ là con có to tiếng với mẹ. Nhưng mà mẹ mốt quá, mẹ nói với con là mẹ đừng có nói con nhiều chuyện. Tại vì con đâu có đi ngồi lên đâu mắt đâu mà con nhiều chuyện. Thì con, mẹ dùng từ sai rồi. Con chỉ mét với ba thôi mà. Đúng không? Dạ, thì cái lần đó là em buồn. Thì nó làm công việc của nó từ mầm non thì bận lắm. Vậy cũng cực, nhiều khi đi về cũng trễ nữa đó. Mình cũng thông cảm thôi chứ. Nói chung tôi cũng hiểu cái nghề này, tôi cũng thông cảm lắm. Tôi không có vậy đâu. Có những lúc nào con dâu nó làm mẹ chồng buồn không? Thì có những cái, cũng có những cái chuyện cũng có lâu, đôi lúc nó cũng cãi lại. Cũng có cãi nhưng mà là cụ thể là như mình nói là con cho bé ăn cái này nè, món này nè, ngon nè. Cái nó kêu ăn cái này bị phát triển gì vậy thì sớm á, mẹ đừng cho ăn. Mà cái này lâu lâu mình mới cho ăn mà. Cái mình cũng buồn chứ, mình đâu cho ăn hoài đâu. Đúng rồi, có những cái loại thức ăn bây giờ á, thức ăn nhanh á, làm cho con gái vậy thì sớm đó. Nên nếu mà gặp con cũng nói vậy. Cô không thích điều gì ở con dâu của mình? Dạ thích, không thích là nó nóng tính. Nóng dữ lắm hả? Giống như con nghĩ là tính chất của một cô giáo ở trong trường thì biết bao nhiêu là trẻ. Nên là đôi khi quát, quát còn quát ghê lắm. Trời ơi. Quát mà trên lầu ở dưới nghe mà. Cậu ơi, mi nữa nó rộng, nó thanh thánh, nó thé thé. Ở trường bốn mấy đứa mà không bằng ở nhà hai đứa. Tôi cũng la hoài à, nói con dạy con đừng có quát em như vậy rồi. Phải nói nhẹ nhàng cho nó chứ. Làm mầm non là cũng kiềm chế được lắm rồi, cũng nóng tính vậy đó hả? Tính lắm. Ở trong trường thì mình kiềm chế bớt được, nhưng ở nhà thì mình cứ thoải mái. Thôi ông bà thì cảm thấy nóng ruột thôi chứ. Con nít giờ mà anh biết được con chiều nhiều thì rất là hư. Thôi la chắc số trên cũng nghe luôn à. Bảo đảm lúc mà đang nóng á thì cái âm thanh mà đang la con đó nó sẽ sang truyền sang tới mẹ chồng luôn. Đúng không cô? Nó ghê lắm. Súng nhà dưới rồi vang vang vậy đó. Thấy chưa? Tại cái giọng em nói chung là nó khàn nữa nên em nói. Thì biết là cái giọng em vậy nhưng mà cái người khác nghe là khó chịu dạ, lắm. Đang đánh con vậy. Mà ông bà già chồng mà vô mình la cái là quay qua. Tức là mình cũng không phải là la ngoài chồng nhưng cái giọng mình nó đang cái thế rồi đó. Là quay qua cái thế nó ngang vậy luôn. Mày liêu quá mày hả? Mày kêu quay qua thì con nói nữa con đâu có làm gì đâu. Không em không giống quát vậy đâu. Không giống quát nhưng giọng nó lớn vậy đó. Có bao giờ mình biết là mình nóng tính không? À, em biết chứ, em biết em rất là nóng tính. Em cũng cố kiềm chế rất là nhiều. Nhiều khi ở trường đi làm á thì cũng nói là mẹ hôm nay con nhiều khi con bực mình quá, con la nhiều quá mẹ. Mình la mình phải la, nếu mà không la thì những đứa bé nó sẽ té gì đó, nó chạy nó té. Hai mẹ con còn điểm gì không hợp nhau nữa không chị? Vấn đề về chi tiêu á thì vấn đề mua sắm á là không có hợp á. Sao vậy cô? Mình mua sắm á là coi như là mình mua đồ là mình mặc vừa thôi, vừa đồ mặc thôi. Còn dâu thì nó ra đi ra chợ hay ra siêu thị thấy gì đẹp là tải về cả bao vậy đó. Đồ con nó tủ quá trời đồ luôn, áo quần quá trời luôn. Mà nít này càng ngày càng lớn. Mình sắm nó cũng nhắc nhở dâu hoài là con sắm vừa thôi,
Chứ nói chứ mình làm hai chồng đều làm nhà nước hết, thì lương hướng thì cũng có ổn định, có bao nhiêu cũng có cố định rồi. Thì mình làm mình để dành dụm để mà sau này mình có cho con nó học lên, đủ thứ tiền hết trơn á. Áo quần con cũng sắm vừa thôi, con đừng có sắm nhiều quá, đi ra chợ thế nào đi về cũng xách đồ về, móc không đồ chơi thì có áo quần. La nhiều khi không biết có vừa lòng hay không thì không biết, nhưng mà cứ tiếp tục xách đồ tiếp, đồ về nữa. Tức là mua cái nào phải mặc cái đó. Dạ, tôi thì xong kỹ lắm. Cũ mới mới vừa mặc thôi. Dạ. Ừ. Tính tiết kiệm cũng tốt á. Bởi vì mẹ chồng thấy rằng hai người làm việc nhà nước cơ bản. Dạ, đúng. Thành ra là cũng không phải xề xòa cho lắm. Dạ. Mình phải biết tiết kiệm để sau này còn dư giả chút á. Dạ. Tại em cũng biết nhiều khi em hoang phí. Nhưng mà không có là giống như là những cái đồ đó là người khác cho. Nhưng mà mẹ không biết đâu. Thì em cũng mặc đồ mới là người nhìn. Mới hả? Mới luôn hả? Dạ con mua lâu rồi tại mẹ không thấy. Tại con có mặt đâu thấy. Mố định nói em đấy. Hai vợ chồng vậy. Tao mới cho đó mà hả? Là sao? Hai vợ chồng vậy đồ mới biết. Thấy con lâu đó. Đồ. Trời ơi rất là dày dép nữa. Dạ áo dài này mới mua gì vậy? Dạ đúng rồi mới mai. Trời ơi. Mới mai đó. Ở nhà thường là mẹ thường hay binh chị hay là binh chồng? Thường là mẹ binh dâu nhiều hơn binh con trai. Có bao giờ binh chồng chưa? Dạ cũng có. Có lần đó là em sanh cái bé thứ hai, thì chồng em cũng có qua lại với một người. Em mới phát hiện ra qua tin nhắn. Thế là em cũng mách với mẹ. Thì lúc đầu thì mẹ cũng khuyên, mẹ khuyên con trai mẹ. Rồi mẹ cũng nói với em là mẹ yên tâm đi, tao không có rước đứa khác về làm dâu đâu mà mẹ lo. Xong cái chồng vẫn không thay đổi thì cũng vẫn tiếp tục. Xong sau đó là em cũng cảm giác bực mình chứ. Cũng hai chồng cứ cãi vã qua lại thì mẹ cũng thấy nóng ruột con trai. Thì mẹ mới la em, mẹ nói là cái chuyện gì có to tát đâu mà xé ra cho to rồi hàng xóm ta cười. Trời lúc đó em giận ghê luôn, em buồn hết sức. Mới sanh xong mình nghĩ là mẹ sẽ đứng về phe mình chứ. Nhắn tình vớ vẩn mà còn nghe làm cái gì đó, nó không hiểu nữa, mình binh thằng con. Đó, mình cũng muốn là hai chồng hạnh phúc thôi chứ ai muốn con cái này nọ thì làm sẽ ghé đâu, đúng không? Đúng rồi. Tôi nghĩ rằng trong gia đình thì mẹ chồng nàng dâu thế nào cũng xảy ra một vài xích mích nào đó. Nên bất cứ mẹ chồng nàng dâu nào ta gặp phải cái trường hợp có cãi nhau, có giận nhau, thì một hai bên nào đó cũng phải ráng làm cái điều gì đó cho nó vui. Ví dụ khều khều cái giỡn gì đó thì tự nhiên nó quên đi liền. Rồi, chúng ta sẽ xem người thứ ba nói gì nha. Đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ. Mẹ luôn chăm lo chu toàn, chăm sóc mọi thứ trong gia đình. Con cũng xin lỗi mẹ, đôi khi con hơi nóng tính, hơi hướng, nhưng mà con muốn mẹ biết là con lúc nào cũng là con của mẹ. Con mong muốn mẹ lúc nào cũng mạnh khỏe. Anh mong muốn em lúc nào cũng vui vẻ, xinh đẹp, bớt nóng tính lại một chút. Con muốn nói với mẹ là con rất là may mắn và hạnh phúc được làm dâu của mẹ. Mẹ rất là chu đáo trong cái việc lo lắng cho gia đình. Em là đi làm thứ bảy chủ nhật á, hay nghỉ ở nhà là hay ngủ nướng lắm. Mà ngủ nướng dậy là có đồ ăn sáng sẵn. Hay là lúc mà có bầu á thì thèm cái gì là mẹ chạy đi mua. Con hay nói giỡn với mẹ là giống như là mẹ ơi, con tu 8 kiếp con mới được làm dâu của mẹ. Chắc mẹ mắc nợ con kiếp trước nên giờ cũng... Hôm nay thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì? Cũng góp ý với dâu là bớt nóng tính, rồi với lại chăm sóc con nọ cho nó chu đáo. Cảm ơn cô với em rất là nhiều. Cảm ơn anh. Cô nói rằng là em bớt nóng tính gì đó, em hứa với cô đi, hai mẹ con ôm nhau nào. Dạ. Rồi hứa với mẹ gì đi. Dạ con hứa là con sẽ tiết chế là cái nóng tính của con. Sẽ sửa đổi thì không phải một ngày một bữa là được, nhưng mà con sẽ cố gắng. Chúc tất cả nhà chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Sẽ gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Dạ. Dạ cảm ơn MC. Dạ. Con cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và em xin tặng chị là Natto Gen, công nghệ sinh học giúp giảm men gan trong 6 tuần. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Dạ. Cảm ơn MC Linh và Lê Lộc. Cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn cô.